thu giữ 18.000 con gà giống nhập lậu qua biên giới. Đồn biên phòng Trà Cổ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa thu giữ 18.000 con gà giống không rõ nguồn gốc nhập lậu qua biên giới. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại vùng biển phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát thuộc đồn biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè gỗ có ghi số 36.487 đang hành trình hướng từ khu vực vùng biển Trung Quốc về Việt Nam. Kiểm tra bước đầu, phương tiện do Nguyễn Thành Quý, sinh năm 1965, trú ở thôn Sơn Tâm, thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, điều khiển. Trên bè có 111 khay nhựa màu đen chứa gần 18.000 gà giống khoảng 2 ngày tuổi. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thành Quý không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận chở số gà trên cho một người đàn ông chưa rõ danh tính để lấy 400 nhân dân tệ tiền công. Đồn biên phòng Trà Cổ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.